Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Chính phủ họp trực tuyến thường kỳ tháng 5 năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. 5 tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, ước xuất siêu 9,8 tỷ đô la Mỹ, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt gần 11 tỷ đô la Mỹ, giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 157.000 tỷ đồng, bằng trên 22% kế hoạch Thủ tướng giao, tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt gần 770.000 tỷ đồng, bằng trên 47% dự toán năm và giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tình hình sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn, tuy vẫn giữ mức ổn định và phát triển, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 6%, đã tiếp nhận mới và điều chỉnh tăng vốn 92 dự án, với số vốn điều chỉnh cấp mới và tăng thêm trên 9.000 tỷ đồng và trên 300 triệu đô la Mỹ. Tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, 665 doanh nghiệp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 13.000 tỷ đồng, đạt 57% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 15% kế hoạch. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm trọng điểm. Điều hành tỷ giá, lãi suất linh hoạt phù hợp, tập trung chỉ đạo hệ thống ngân hàng tiết giảm chi phí, phấn đấu tiếp tục giảm lãi suất cho vay, đảm bảo thanh khoản hệ thống các tổ chức tín dụng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu phát sinh, tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương tập trung cao độ triển khai các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục hành chính, lãi suất, tìm kiếm mở rộng sang các thị trường mới, đẩy mạnh 3 động lực tăng trưởng gồm xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng, tận dụng tốt các cơ hội và tạo không gian phát triển mới, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.